Đó, đó, bạn, các bạn nhìn thấy hành động của Cao Tuyết cho đồng đội của Dư Mạnh chưa ạ? Tái hiện là Quang Hải sẽ làm gì nào? Tôi đang rất hồi hộp xem là Quang Hải có thể thực hiện thành công không? À. Rất hồi hộp. Sút chưa? À, không vào, rất tiếc.